Một sản phẩm dành cho những ai đang tìm kiếm giải pháp giám sát và quản lý phương tiện từ xa một cách chuyên nghiệp nhất. Đối với một hệ thống camera giám sát ô tô chuyên nghiệp thì các bạn có thể xem được video trực tuyến, xem lại hay là tải video từ xa, theo dõi vị trí, xem lại lộ trình, cùng rất nhiều những tính năng phân tích báo cáo khác, ví dụ như là báo cáo quãng đường di chuyển, báo cáo thời gian lái xe, thời gian dừng nghỉ và rất nhiều những tính năng khác giúp cho việc giám sát và quản lý phương tiện đơn giản và hiệu quả. Chào các bạn, xin giới thiệu đây là chiếc gương thông minh dành cho xe hơi. Nó có tên là Navicom M79 Plus. Nhìn bề ngoài thì rất khó có thể biết được rằng đây cũng là một hệ thống camera giám sát ô tô chuyên dụng của Navicom. Một sản phẩm dành cho những ai đang tìm kiếm giải pháp giám sát và quản lý phương tiện từ xa một cách chuyên nghiệp nhất. Đối với một hệ thống camera giám sát ô tô chuyên nghiệp thì các bạn có thể xem được video trực tuyến, xem lại hay là tải video từ xa, theo dõi vị trí, xem lại lộ trình, cùng rất nhiều những tính năng phân tích báo cáo khác. Ví dụ như là báo cáo quãng đường di chuyển, báo cáo thời gian lái xe, thời gian dừng nghỉ và rất nhiều những tính năng khác giúp cho việc giám sát và quản lý phương tiện đơn giản và hiệu quả. Về thiết kế thì Navicom M79 Plus có thiết kế thay gương. Để lắp đặt thì các bạn sẽ tháo chiếc gương cũ ra và thay bằng chiếc gương mới thông minh này vào. So với kiểu thiết kế ốp gương thì kiểu thiết kế thay gương này trông rất là đẹp, gọn gàng, không vương víu và đảm bảo thẩm mỹ cho chiếc xe hơi của bạn. Ngồi từ trong cabin xe và nhìn lên phía trước thì nó giống như là một chiếc gương nguyên bản theo xe. Rất khó để các bạn có thể phát hiện ra rằng ở trên đây còn có một camera đang ghi hình các hoạt động trong cabin xe. Nó không chỉ ghi hình mà nó còn ghi âm và có thể giám sát được từ xa trên smartphone hay là trên máy tính. Và camera phía trong cabin xe này nó được thiết kế ẩn trên mặt gương, và với thiết kế ẩn như thế này thì nó không gây cảm giác khó chịu cho những hành khách ngồi trên xe. Navicom M79 Plus có camera chính hướng về phía trước xe. Nó ghi hình độ phân giải Full HD 1080p, khẩu độ f2.0 và góc rộng là 170 độ. Chất lượng video ghi hình của camera chính rất là tuyệt vời. Nó cho hình ảnh trong trẻo, mượt mà và sắc nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng ban đêm. Và trên mỗi đoạn video ghi hình thì nó hiển thị cả những thông số về thời gian, tọa độ, tốc độ của xe. Camera chính có áp dụng công nghệ phân tích hình ảnh và đưa ra các cảnh báo như là cảnh báo làn đường, cảnh báo va chạm và nhắc xe di chuyển. Hệ thống camera giám sát ô tô Navicom M79 Plus có camera phụ thứ hai đặt phía sau xe. Camera này có độ phân giải là HD 720p, góc rộng là 170 độ. Và camera sau này với công nghệ HD nó cho chất lượng hình ảnh rất là đẹp, đặc biệt là trong những điều kiện thiếu sáng. Nó cũng hỗ trợ nối dây dài tối đa là 35m, hỗ trợ chống nước theo tiêu chuẩn IP68. Và camera sau còn đóng vai trò làm camera lùi. Mỗi khi chúng ta cài số lùi thì hình ảnh ở phía sau xe sẽ được hiển thị lên toàn màn hình và có vạch chia khoảng cách. Về cấu hình thì Navicom M79 Plus được trang bị con chip loại tứ 1.3GB, RAM 2GB, trang bị kết nối 4G GPS và hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 128GB, và nó có màn hình rộng tới 8 inch để phục vụ cho việc xem camera, theo dõi bản đồ dẫn đường hay là xem phim giải trí ngay trên chính thiết bị này. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng trải nghiệm tính năng quan trọng nhất của Navicom M79 Plus, đó là giám sát và theo dõi phương tiện từ xa. Như các bạn thấy thì chúng ta có thể theo dõi giám sát được trên máy tính bảng hay là trên smartphone rất là thuận tiện và dễ dàng. Đây là giao diện xem video trực tuyến. Navicom M79 Plus cho phép người dùng xem truyền hình trực tuyến qua kết nối mạng 3G, 4G không giới hạn khoảng cách với tốc độ kết nối cực nhanh do nó hoạt động trên hệ thống server tốc độ cao đặt tại Việt Nam. Điểm khác biệt về tính năng xem video trực tuyến của Navicom M79 Plus là nó cho phép xem 3 kênh phía trước, phía trong và phía sau xe cùng lúc trên một màn hình. Và người dùng có thể giám sát trên smartphone và cả trên máy tính với phần mềm CMS dành cho hệ thống camera giám sát ô tô chuyên dụng. Đây là giao diện xem lại video trực tuyến từ xa. Nó cho phép người dùng xem lại đoạn video đã xảy ra ngay trên smartphone hay là trên máy tính, mà không cần phải đến tận nơi đặt thiết bị để kết nối wifi do thiết bị phát ra hay là phải tháo thẻ nhớ ra. Dù xe của bạn ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có kết nối 3G, 4G là bạn có thể xem lại được video từ xa.
Đây là giao diện tải video từ xa trên máy tính. Một tính năng rất tuyệt vời và nó chỉ có ở trên camera hành trình Navicom 19 Plus. Nó giúp bạn có thể tải được đoạn video quan trọng về máy tính của mình qua kết nối mạng 3G 4G. Hiện nay thì phần lớn các loại camera hành trình chỉ cho phép tải video khi có kết nối đến Wi-Fi do thiết bị phát ra. Và để làm được như vậy thì yêu cầu người dùng phải ở gần thiết bị. Nhưng với Navicom 19 Plus thì dù xe của bạn ở cách xa hàng nghìn km, bạn vẫn có thể tải được đoạn video từ xa một cách nhanh chóng và thuận tiện. Đây là giao diện theo dõi vị trí lộ trình của phương tiện từ xa. Navicom 19 Plus có tích hợp GPS và nó cho phép người dùng có thể theo dõi vị trí theo thời gian thực hay là xem lại lộ trình trực tuyến từ xa trên smartphone và máy tính. Các dữ liệu về GPS thì được lưu trên server trong vòng 90 ngày. Đây là giao diện xem các báo cáo thống kê về hoạt động của phương tiện. Người dùng có thể xuất những báo cáo về quãng đường di chuyển, thời gian lái xe, thời gian bật tắt máy hay là các báo cáo về trạng thái cảnh báo báo động của phương tiện. Tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tính năng không thể thiếu đối với một chiếc camera hành trình cao cấp, đó là tính năng cảnh báo báo động và trông xe. Navicom 19 Plus có chế độ trông xe giúp người dùng có thể nắm bắt được những tình hình đang diễn ra quanh phương tiện của mình khi xe đang đậu ở trong bãi đỗ xe. Và khi xe dừng tắt máy thì thiết bị sẽ chuyển sang trạng thái chờ trông xe. Ở trạng thái này, khi có tác động rung lắc đủ lớn để cảm biến G trong thiết bị nhận biết được hoặc là có các chuyển động trong tầm quan sát của camera thì thiết bị sẽ ngay lập tức thức dậy và chụp một bức ảnh đồng thời ghi hình lưu dữ liệu an toàn lên hệ thống Cloud Server. Tiếp theo đó là cảnh báo ranh giới. Tính năng này cho phép bạn khoanh vùng hoạt động của phương tiện. Khi xe di chuyển ra ngoài khu vực đã khoanh vùng thì thiết bị sẽ ngay lập tức gửi cảnh báo tới chủ xe. Và một tính năng cảnh báo nữa đó là cảnh báo sai lộ trình. Nếu bạn đặt kế hoạch lộ trình cho phương tiện di chuyển theo một cung đường đi từ điểm A tới điểm B cho trước thì khi xe không di chuyển theo đúng cung đường đó, thiết bị sẽ ngay lập tức gửi cảnh báo tới chủ xe qua ứng dụng trên máy tính. Tiếp theo nữa đó là cảnh báo quá giới hạn tốc độ cho phép thì tính năng này giúp bạn kiểm soát an toàn của người và phương tiện của mình khi cho mượn hoặc cho thuê xe. Ví dụ khi bạn đặt giới hạn tốc độ là 80 km/h thì khi xe chạy quá tốc độ này, thiết bị sẽ ngay lập tức gửi cảnh báo tới bạn qua ứng dụng trên smartphone hay là trên máy tính.